Alo, xin chào anh em nha. Mình đang tiếp trước mặt anh em là một em Yamaha 44 ngựa nha. 44 ngựa model anh em này là 3L15. 44 mã lực. 44 mã lực. 2400 cô. Hộp số truyền em này là 5.20 nha. Phát tông em này là 91 năm. 91 ly nha, 95. Còn 92 ly đó. Máy này em này đời trước. Nhưng mà máy thì nổ là cực kỳ chủng à. Thôi cực kỳ chủng nè, không có trắng hay thừa nha, không có trắng hay thừa. Anh em quan tâm liên hệ số điện thoại bên dưới nha, nhớ bấm vào cái chuông đăng ký kênh để nhận những video mới sắp tới ra hàng ngày. Đây. Mới về Việt Nam chưa rửa cho vệ sinh như hết luôn, nguyên nguyên các bạn luôn, chúng ta dắt nha. Số nhẹ nhàng nè, anh em quan tâm liên hệ số điện thoại bên dưới nha, số điện thoại 0909 777 611. Đây là địa chỉ 688/2 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.